Anh ơi, em có nêu quan điểm với chồng sắp cưới rằng ngoại tình là một vấn đề em ghét nhất, và nếu anh phạm phải thì sẽ mất em mãi mãi. Em thấy nói như thế cũng bình thường đúng không anh? Nhưng các chị trong nhóm này không đồng tình. Đương nhiên cái quan điểm đó nó không là sai, tại vì nó là cái quan điểm của em. Tuy nhiên khi em nói ra như vậy, nó thể hiện là mình không, bên trong mình không có sự an tâm. Thứ hai nữa là em nói vậy có thể là làm cho anh ta cảm giác là em có sự tấn công, tức là nó như thế nào, giống như là giả sử hai người bạn mà vừa mới chơi với nhau á, hay là chơi với nhau một thời gian, nói mày mà phản bội tao tao giết mày chết, đại loại gì đó, hay là mày mà phản bội tao là tao sẽ không chơi với mày, anh giả sử vậy á. Đương nhiên khi em nói vậy thì nói đúng sai thì nó đâu có gì là đúng cái gì là sai, tại vì nó là cái ý của mình. Em nói em ghét ngoại tình, thực ra chẳng ai thích ngoại tình cả, kể cả cái người ngoại tình người ta không thích ngoại tình đó. Nhưng mà khi mình nói như vậy nó làm cho cái người kia cảm giác khó chịu, tự nhiên vui vẻ tốt đẹp, tự nhiên mày nói một câu nghe tổn thương quá, mày nói một câu nghe sao thấy mất năng lượng quá đó. Cho nên em hỏi anh là nói vậy có sai không anh, em nói như vậy cũng bình thường, người bình thường người ta không tự nhiên ta nói câu đó, tự nhiên đang vui vẻ tốt đẹp chồng tự nhiên đem câu đó ra nói thì ghê. Có ai mà lại đi ra nói là giết người là cái là không tốt, hay là ngoại tình là tốt đẹp bao giờ đâu, tức là cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên mà đâu có cần phải đem ra mà nói. Tuy nhiên nó cũng tùy cái thái độ em nói. Nếu như mà em nói theo kiểu là em lo lắng, hay là em căm ghét, hay là em sợ hãi, hay là em đe dọa, hay là đại loại tất cả những cái cảm giác mà em có bên trong mà em nói, thì nó sẽ có một cái mức độ hủy hoại tương ứng. Giả sử như em nói một cách, tức là nói vui thì không đúng là vui, nhưng mà có những lúc thuận miệng á, mà em nói theo kiểu là chêm vô một cái nội dung gì đó mà nó hài hay là gì đó, giả sử coi một cái kịch thì thấy có ông kia ông ngoại tình hay gì đó, cái nó anh mà gì chắc nhất tôi nghe chưa, đã loại giả sử vậy thì nó không tới nổi hơn là em đem cái đó ra như một cái vấn đề nghiêm túc mà nó làm cho em cảm giác lo lắng. Thì anh nói để trả lời cho cái câu hỏi của em nó ở những cái mức độ nó rõ khác nhau để cho em thấy rõ ha. Ok, ngày xưa chúng em hẹn hò nhưng chỉ sau 2 tuần thì xảy ra hiểu lầm và em chặn liên lạc với anh ta, sau đó em yêu người khác được 3 năm và đã chia tay nửa năm nay. Em add lại Facebook với anh, hôm trước anh có nhắn story của em hỏi thăm em, và em reply tức là trả lời, reply là kiểu xã giao, làm sao để anh ý để ý đến em ạ? Em có nên nhắn tin trước cho anh ấy không? Em hiện tại cách đi 200 km. Câu trả lời cho em nha là hoàn toàn không nên. Tại sao? Là tại vì có nhiều lý do để anh ta không thể yêu em được. Một trong những cái lý do lớn nhất là vì chính em hiện tại trong trạng thái này là cái trạng thái mà người đàn ông, không phải anh này không đâu mà người đàn ông khác cũng khó yêu lắm, là em đang ở trong cái trạng thái đeo đuổi và đã đổ với một người đàn ông. Đàn ông người ta chỉ đeo đuổi các cô gái mà không quan tâm tới họ, không biết họ, không không tức là không có đổ, thậm chí còn chưa biết anh là ai nữa đó. Đàn ông người ta chỉ đeo đuổi những cô gái khó bị chinh phục, còn em về mặt bản chất là em đã bị chinh phục, em đã được chinh phục. Anh đoán là thậm chí em đã có những cái mối quan hệ thân thiết, rồi sau đó em có một cái mối quan hệ tình cảm với người bạn trai sau này, rồi em chia tay ra nửa năm hay gì như em nói, có vẻ như em bị tổn thương sau những cái quan hệ tình cảm đó, và rồi bây giờ em ở trong một cái trạng thái khập khiễng, em bây giờ lại quay lại, tức là cái cảm giác của em nó lại bùng lên với người đàn ông kia, một người đàn ông mà hồi trước là người yêu cũ của em. Và đây á, là một cái điều cực kỳ không nên, tại vì em nói là cách xa bao nhiêu 100 km tức là em biết nhà anh ta ở đâu, rồi em kết bạn với anh ta, nó có vẻ hoàn toàn, và anh ta nhận ra điều đó 100% nhé, không có chuyện là anh ta không biết đâu nha. Ở thời điểm này anh ta đã biết là em đeo đuổi anh ta 100%. Ok, em đã có hành động thực sự là đeo đuổi một người đàn ông, em tìm Facebook em kết bạn, bây giờ em nói em có nên nhắn tin không, em tưởng tượng một người đàn ông ngồi bên kia con thú đi săn, em biết con thú đi săn á nha, mà con mồi nhìn thấy nó hay không, chạy hay ở nó biết ngay à, giống như con sư tử mà đi săn cái con dê đàn dê vậy đó. Em biết con sư tử nó biết được không, biết được liền, con dê mà thấy nó là chạy má ơi luôn, chạy mà chạy tao lấy không quay đầu nhìn luôn đó. Đúng không, còn mà con dê vẫn thong thả ăn là con dê không thấy sư tử, cho nên con sư tử nó biết ngay thú đi săn, nó có một cái bản năng ở trong đó, nó được cài đặt rất là chính xác luôn. Thì ở đây có thể nói là trong cái quan hệ tình cảm của em với anh ta thì hiện tại chuyện đã hết, và đó là cái lý do lớn hơn là em đã đổ với cái người đàn ông, em đã phụ thuộc, em đang đeo đuổi anh ta, và chính vì vậy anh ta không thể yêu em được. Cho nên em làm cái gì làm nó thực ra cũng chỉ là bản chất là đeo đuổi. Và anh ta có nhận ra không, anh nói cho biết, em mua bộ đồ mới em chụp lên Facebook em đăng 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 đăng
anh ta cũng biết là em đánh anh ta hết, anh nói cho biết anh chụp em kết bạn sao em chăng lên năm đấy lâu à, gì à, hồi xưa có người bạn khen bộ đồ này đẹp à, anh ta nghe đấy thêm nhạn là đà, nếu gần gần là hốt xác 200 km đi mệt quá đã đại loại vậy đó. Đó là cái lý do lớn nhất tại sao mà em anh ta không yêu em được, để dẫn tới là em không nên nhắc gì. Lý do thứ hai là cái mối quan hệ em là mối quan hệ tổn thương, ngày xưa đã chia tay như vậy nó tạo ra sự tổn thương, sự rung động của anh ta đã hết bao nhiêu năm sau đó. Ok, cho nên chuyện đó là xong rồi ha. Cái em quan trọng bây giờ là em phải lành lại được để em có thể sống tiếp. Cho nên bây giờ em nhắn tin này nọ nó chỉ là em đeo đuổi đàn ông, và nói cho em biết em càng suy nghĩ về chuyện này em càng tự em làm em yêu anh ta hơn, phụ thuộc anh ta hơn. Rồi tới cái đoạn sau khi mà nó đau đớn tột cùng á, lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra với mình, thì câu trả lời là nằm ở cái đoạn này nè. Hiện tại lý do tại sao em quay lại cái mối quan hệ đó, đó là vì em đang bị những cái tổn thương những mối quan hệ hiện tại đó. Không nên, rất không nên. Câu trả lời cho em vào câu hỏi của em, không nên, không nên, ngàn lần không nên ha. Anh bạn trai có cơ sở làm massage từ A đến Z, cho người khác quản lý hết rồi chia phần trăm lại cho anh. Ủa anh ta chủ mà sao chia phần trăm? Từ cái anh nói anh xây dựng vậy chứ cái đó anh chưa từng thử qua, nhưng bạn em kể ngày xưa anh là mối của người quản lý. Em cứ bị ám ảnh sẽ ngủ với mấy cô đó, em nên làm sao bây giờ anh? Ủa một khi em bị ám ảnh vậy rồi có nghĩa là em sẽ như vậy mãi, tại ở hiện tại, nha, nếu như mà mình nói đổ đồng ra ngoài á thì đây là cái lúc tốt đẹp nhất, mà ở bây giờ em ám ảnh, em dùng chữ là em cứ bị ám ảnh, anh ta làm gì anh không biết, và anh chưa hiểu được cái mối quan hệ của cái người quản lý rồi chia phần trăm lại, anh không hiểu. Ok, bây giờ em nói là em cứ bị ám ảnh bởi anh ngủ với cô đó, anh nói cho biết em sẽ bị ám ảnh bên anh ta ngủ với tất cả các cô khác chứ không phải các cô đó, thậm chí em sẽ bị ám ảnh anh ta ngủ với những cái cô không không có những cô đó, những cái cô khác 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 nữa, cái đó nằm bên trong em. Anh ta có thể ngủ với các cô khác, anh ta cũng có thể không ngủ với các cô khác, chuyện nó không liên quan, nhưng mà cái ám ảnh nó nằm bên trong em thôi, ám ảnh nằm trong em, cái này là em phải tự gỡ ra. Ok, cái này nó không liên quan tới anh ta. Đương nhiên ở trong cuộc đời á là sẽ có người đàn ông làm nghề này, sẽ có người đàn ông chủ nọ. Ok, thì anh nói với em vậy để em biết được là cái đó nó nằm bên trong em. Em cứ bị ám ảnh, anh sẽ ngủ với các cô đó. Câu hỏi của em là em nên làm sao đây anh? Em nên làm cho mình lành lại. Anh nói cho em biết nó sẽ khó. Nó sẽ khó. Bây giờ anh ta có ngưng hay là anh ta có chia tay với cái anh quản lý đó, hay là có bán cái cơ sở đi, em vẫn sẽ nghi ngờ. Nó nằm bên trong em phải gỡ cái đó ra được, cái đó là của em. Và đương nhiên nó là cả một cái lộ trình mà em tìm lại cái giá trị của bản thân, biết yêu thương bản thân mình và làm cho mình lành lại, thì lúc đó em không có nghi ngờ gì hết. Ok, nhưng mà trong cái tình huống mà thật sự là tốt đẹp nha, là em không nghi ngờ mà em là cô gái sức hút, mà nếu như người đàn ông biết là cái đó là không tốt cho em, tức là làm cho em không được bình an, anh ta sẽ bán cái đó, hay anh ta làm sao anh ta làm. Thì nếu mà chuyện mà nó đi tới cái lý tưởng là tốt đẹp, lý tưởng là tốt nhất có thể, là em không nghi ngờ, em không sợ, nhưng mà anh ta vẫn sẽ không muốn cho em bị cái đó, cái đó mới là dữ dằn á. Ok, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.